cháu thì còn nhỏ xíu rồi. Đấy, vậy mà con lại bị đó. Nói chung là cũng một số cái áp lực trong cuộc sống đó. Rồi nó cứ dần dần, tại vì nó bị kéo dài quá, thì khi mà đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là cái nguyên nhân ở đâu thì mình bỏ nguyên nhân đó đi. Nhưng mà cái nguyên nhân đó không phải là tự bản thân mình. Nếu bản thân mình thì mình cắt bỏ được, nhưng mà nó là nguyên nhân ở chỗ khác, cho nên mình không thể nào cắt bỏ được cái nguyên nhân đó, mà mình phải chấp nhận. Như cái đuôi theo mình. Thế là mình cứ phải tìm cách làm sao để mình thoát khỏi, mà cuối cùng mình thoát không được thì thôi, mình phải cố làm sao để mình tự làm cho mình ngủ được. Mà nó khó lắm. Khi mà ai mà bị mất ngủ rồi mới cảm giác được là trời ơi, là tại sao mà không ngủ được, mình phải cố mình dỗ giấc ngủ thế này thế kia đủ các kiểu, là đếm cừu rồi gì tùm lum tà la, mà ngủ vẫn không ngủ được, cái chằn chọc khó lắm. Mình cứ chằn chọc đó, mà mình nghe cái tiếng đồng hồ, mà cái kim đồng hồ thì nó lại là thời gian, là cứ đong đưa thời gian, cứ nhìn lên là một tiếng rồi chưa ngủ được, lại một thêm một tiếng nữa chưa ngủ được, thêm một tiếng nữa, thế là ám ảnh luôn, bỏ luôn cái đồng hồ ở trong phòng ngủ luôn, không có để đồng hồ nữa. Rồi thậm chí thời gian sau là điện thoại rồi đồng hồ đeo tay, là nói chung là để xa ra khu vực của mình luôn, không có dám. Rồi cái cũng vất vả với cái việc giấc ngủ lắm, rồi nào là đi châm cứu, nào là đi massage, rồi uống những cái hỗ trợ cho giấc ngủ rồi đó. Thì những cái vấn đề đó nó chỉ có tích hợp nào tốt khi mà cái cơ thể mình tương đối tốt thôi. Còn khi mà mình đã vô một cái thời điểm mà nó không sức khỏe tinh thần và mọi cái nó gộp lại mà nó không tốt, thì những cái vấn đó nó không có tác dụng gì nhiều. Không tác dụng vào lúc ngủ dậy mình còn ngây ngất. Đúng rồi. Cả ngày hôm sau mình làm việc không hiệu quả. Đúng rồi. Ngất gà gật ngất ngây. Nhìn ngây. Nhìn vô cái sắc thái mình là biết là ngủ không tốt. Nhiều khi ngồi lơ mơ. Nó ngủ quan trọng. Ngủ tốt rồi. Ngủ không tốt rồi. Cho nên là khi mà trước riêng mà đi tới cái lớp học này á, là cũng là một cái chị học viên mà bữa cô nói là cái chị mà ở Đà Lạt mà kêu là mua hai cục đá về trước đó, thì cái chị đó là bạn của chị dâu, bữa đó vô tình là xuống nhà thì cái mới nói chuyện với chị, thì cái bắt đầu em mới kêu thôi em đi học, thì mình thấy là cơ thể mình cũng không có gì đâu, nhưng mà đi học cho nó biết, rồi cái cũng tìm hiểu kêu là tốt cho giấc ngủ nữa, thế là thôi mình cũng đi. Đây thì khi mà đi thì đóng học phí cho một tuần, thì khi mà mình học xong một cái khóa căn bản thì mình thấy là ôi cái mà mình được á, nó không thể nào mà đong đếm được là thời gian một tuần, hay là đong đếm ra là một cái chi phí của cái học phí. Thứ nhất là mình cải thiện giúp cái sức khỏe cho bản thân, rồi cái việc đó là mình về mình cải thiện giúp cái sức khỏe cho cả gia đình nữa. Cho nên là em thấy là về cái chi phí là em nghĩ là cái điều đó nó không có bằng cái những gì mình có được. Thấy hay quá. Là không thể so sánh được, đúng không? Không thể so sánh được, giấc ngủ là vô giá. Bao nhiêu tiền có mua được giấc ngủ đâu. Khi mà có giấc ngủ là mê lắm. Cho nên bây giờ em ngủ được là em thấy thích lắm. Cảm ơn. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.